Rồi, Quang Tây xin chào con các bạn nha. Thì hôm nay mình đi thăm cái vườn thanh long này thì vừa xong đèn, vừa ngắt đèn bữa 12 nè. Thì hiện tại nó đã ra, nhưng mà ra một bụi cả chục búp, bụi 1-2 búp, bụi 5-6 búp, có bụi nó ra 1 búp luôn, ra không đều nha. Thì bà con mình đợt này xong đèn hầu như là nó bị dư dày rất nhiều, có bà con xong không ra luôn nha. Thì cái vườn này mình cũng vườn này cũng khá lớn, thì xong vậy là chắc nghĩ bà con để luôn chứ xong lợi sao được, tại vì có không phải là nó không ra hết, nhưng có bụi cả chục búp, mười mấy búp. Có bụi này nè, như bụi này mình đang quay nè, nó ra được 4 búp thôi nha. Còn mấy bụi nằm ở về ngoài thì nó ra khá nhiều. Rồi bây giờ báo giá lông ruột trắng hàng đẹp 18 đến 20 ngàn, sàn 15 đến 18 ngàn, hàng giạc 7 đến 12 ngàn. Thì mình vừa cập nhật giá lông trên kho, thì mình cập nhật giá buổi trưa này nha. Thì giá này giá buổi trưa, anh cập nhật hơi trễ. Loại 1 giá lông ruột đỏ loại 1 38.000, loại 2 32.000, loại 3 23.000, loại 4 12.000, hàng giạc 5 đến 9.000. Giá lông ruột đỏ nó có thể trên lệch từ 2 đến 3.000 tùy theo kho, tùy theo dựa nha. Thì mình cập nhật giá lông của kho nào giá tốt nhất để gửi cho bà con. Thì giá lông hôm nay là mình cũng thông báo bà con biết luôn là đã đi xuống nha, giảm mạnh nè. Đôi ba từ 30 giảm 7.000 đồng một ký, còn 23.000 thì cập nhật giá kho tốt nhất, có kho mua 21.000 cho bà con luôn á. Rồi hôm nay cập nhật nhanh giá lỏng đây xin kết thúc, chào con các bạn gặp ở video sau nha.